Minh Luân về Đồng Tháp sống cùng bố mẹ từ tháng 5. Nhà nam diễn viên ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp và có khu vườn rộng 2.000 mét vuông, trồng nhiều loại rau và cây ăn quả. Đây là nơi anh sống nhiều năm cùng bố mẹ trước khi lên Sài Gòn lập nghiệp. Minh Luân về Đồng Tháp sống cùng bố mẹ từ tháng 5. Nhà nam diễn viên ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp và có khu vườn rộng 2.000 mét vuông, trồng nhiều loại rau và cây ăn quả. Đây là nơi anh sống nhiều năm cùng bố mẹ trước khi lên Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ Minh Luân là nông dân nên tràng diễn viên cũng quen với việc đồng án, trồng cây, làm vườn từ nhỏ. Anh khoe cây cà tím trồng sau nhà đã cho thu hoạch. Bố mẹ Minh Luân là nông dân nên tràng diễn viên cũng quen với việc đồng án, trồng cây, làm vườn từ nhỏ. Anh khoe cây cà tím trồng sau nhà đã cho thu hoạch. Nhờ thổ nhưỡng tốt, cây cà cha trái rất sai đủ cho gia đình Minh Luân ăn thoải mái trong mùa dịch. Nhờ thổ nhưỡng tốt, cây cà da trái rất sai đủ cho gia đình Minh Luân ăn thoải mái trong mùa dịch. Nam diễn viên khoe rổ cà tím, nguyên liệu anh hay dùng để chế biến món cà xào và cà nướng mỡ hành. Nam diễn viên khoe rổ cà tím, nguyên liệu anh hay dùng để chế biến món cà xào và cà nướng mỡ hành. Dầu ngót được trồng cạnh bờ ao tươi tốt quanh năm. Dầu ngót nấu cùng cá bóng dừa là món canh ngọt mát, quen thuộc với người dân miền Tây. Dầu ngót được trồng cạnh bờ ao tươi tốt quanh năm. Rau ngót nấu cùng cá bốn dừa là món canh ngọt mát, quen thuộc với người dân miền Tây. Rau mồng tơi mơn mởn, mọc ung tùng ở một góc vườn. Thời điểm này rau xanh lên giá hơn bình thường nên Minh Luân cảm thấy rất may mắn khi gia đình có sẵn vườn rau sạch, không cần gia trợ mua, vừa tiết kiệm vừa tránh dịch hiệu quả. Rau mồng tơi mơn mởn, mọc ung tùng ở một góc vườn. Thời điểm này rau xanh lên giá hơn bình thường nên Minh Luân cảm thấy rất may mắn khi gia đình có sẵn vườn rau sạch, không cần ra chợ mua, vừa tiết kiệm vừa tránh dịch hiệu quả. Ngoài các loại rau xanh như mồng tơi, rau ngót, rau lan, rau muống, diễn viên lời nguyền lúc không hát còn trồng nhiều loại rau gia vị như hành lá, rau răm, ớt, húng. Ngoài các loại rau xanh như mồng tơi, rau ngót, rau lan, rau muống, diễn viên lời nguyền lúc không hát còn trồng nhiều loại rau gia vị như hành lá, rau răm, ớt, húng. Cây ớt nhà Minh luôn ra trái xung xuê quanh năm, ăn không kịp cây ớt nhà Minh Luân ra trái sung xuôi quanh năm, ăn không kịp. Lúng đổ đen bố mẹ Minh Luân trồng gần đến ngày thu hoạch. Chè đổ đen là món ăn giải nhiệt mùa nóng của gia đình anh hàng năm. Lúng đổ đen bố mẹ Minh Luân trồng gần đến ngày thu hoạch. Chè đổ đen là món ăn giải nhiệt mùa nóng của gia đình anh hàng năm. Về nhà với bố mẹ Minh Luân thường tự đeo bình tưới ra vườn chăm sóc cây cối. Anh nhận mình là nông dân chính hiệu. Gia đình nam diễn viên từng rất khó khăn nên để có tiền ăn học, nhiều năm trước Minh Luân phải làm đủ công việc như thợ hồ, bác lúa thuê cho nhà máy. Dù lên Sài Gòn lập nghiệp hơn 10 năm, giờ về nhà công việc nhà nông nào tôi cũng vẫn làm được, Minh Luân nói. Bố mẹ nam diễn viên tự hào vì con trai thành công trên sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh, đã có nhà cửa, xe cộ đầy đủ nhưng vẫn giữ những thói quen, tính cách giản dị, chân chất như thuở còn là chàng trai quê về nhà với bố mẹ Minh luôn thường tự đeo bình tưới ra vườn chăm sóc cây cối. Anh nhận mình là nông dân chính hiệu. Gia đình nam diễn viên từng rất khó khăn nên để có tiền ăn học, nhiều năm trước Minh luôn phải làm đủ công việc như thợ hồ, bác lúa thuê cho nhà máy. Dù lên Sài Gòn lập nghiệp hơn 10 năm, giờ về nhà công việc nhà nông nào tôi cũng vẫn làm được, Minh luôn nói. Bố mẹ năm diễn viên tự hào vì con trai thành công trong sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh, đã có nhà cửa, xe cộ đầy đủ nhưng vẫn giữ những thói quen, tính cách giản dị, chân chất như thuở còn là chàng trai quê. Những ngày qua Minh luôn tranh thủ vận động bạn bè và các mạnh thường quân giúp đỡ bà con nghèo ở Đồng Tháp vượt qua khó khăn mùa dịch. Hôm 25 tháng 7, anh tự lái xe máy đến gõ cửa từng nhà, trao những phần quà gồm mì tôm, gạo và các nhu yếu phẩm cho người dân ở bốn xã thuộc huyện Lấp Vò. Mong rằng những phần quà nhỏ này tiếp thêm động lực để bà con cùng nhau vượt qua đại dịch, Minh Luân nói. Minh Luân sinh năm 1985, tốt nghiệp cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, nam diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2007 và đã đóng nhiều phim truyền hình như Cỏ đuôi gà, Yêu thêm lần nữa, anh em nhà bác sĩ, pha lê không dễ vỡ. Những ngày qua Minh Luân tranh thủ vận động bạn bè và các mạnh thường quân giúp đỡ bà con nghèo ở Đồng Tháp vượt qua khó khăn mùa dịch hôm 25 tháng 7, anh tự lái xe máy đến gõ cửa từng nhà, trao những phần quà gồm mì tôm, gạo và các nhu yếu phẩm cho người dân ở bốn xã thuộc huyện Lấp Vò. Mong rằng những phần quà nhỏ này tiếp thêm động lực để bà con cùng nhau vượt qua đại dịch, Minh Luân nói. Minh Luân sinh năm 1985, tốt nghiệp cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh nam diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2007 và đã đóng nhiều phim truyền hình như Có đuôi gà, Yêu thêm lần nữa anh em nhà bác sĩ pha lê không dễ vỡ hương giang